Xin chào quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Con Gái Bà Tô. Mình tên là Bích Hải. Hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi được quay trở lại, gặp gỡ tất cả quý vị và chia sẻ thêm một video mới trong ngày hôm nay nữa. Ở video mới này á thì mình sẽ chia sẻ hãng bay Japan Airlines là hãng bay của Nhật Bản, và mình trả lời những câu hỏi check cái giá vé máy bay cho quý vị. Ở rất là nhiều tiểu bang khác đã hỏi mình á, thì mình sẽ chia sẻ video này luôn. Đặc biệt á, là mình sẽ chia sẻ một câu hỏi là khi mà mình đi về Việt Nam á, lên máy bay á, thì mình có được mang dao cạo râu, máy cạo râu lên máy bay hay là không? Thì câu hỏi này á, thì các anh rất là quan tâm ha, vì các anh đi về Việt Nam á, thường hay mang theo dao cạo râu và cái máy cạo râu đi theo bên mình nữa, mà không biết có được hay không. Thì quý vị đừng có bỏ qua video này ha, mình sẽ chia sẻ chi tiết cũng như là từng hạng ghế trên máy bay của hãng Japan Airlines. Ở Nhật Bản á, thì Japan Airlines chỉ là một trong những hãng bay đứng thứ hai sau Anna Airlines. Hôm nay á, thì mình sẽ đi chi tiết vào bốn hạng ghế của Japan Airlines ha. Thứ nhất á, là First Class là hạng nhất. Thứ hai là Business Class là hạng thương gia. Thứ ba là Premium Economy Class là hạng phổ thông cao cấp cũng như là hạng phổ thông đặc biệt. Và cuối cùng á, là hạng Economy là hạng phổ thông tiết kiệm nhất của hãng Japan Airlines. Thì như thế nào? Mình có check trên online á, thì người ta nói cái hạng Economy là hạng ghế tiết kiệm của hãng Japan á, là được cho là tốt nhất thế giới luôn á quý vị. Bởi vậy cho nên là mình cũng tò mò và mình cũng tìm hiểu chi tiết thử coi tốt là ở cái điểm nào về chất lượng ghế ngồi hay là như thế nào mà được cho là tốt nhất thế giới. Mình sẽ chia sẻ chi tiết từng hạng ghế một cho quý vị tham khảo ha. Trước mặt quý vị á, đây là máy bay của hãng Japan Airlines. Thì logo của hãng bay này á, vừa nhìn vào thì mình sẽ thấy rất là ấn tượng ha. Hình ảnh có một con chim đang bay thì tượng trưng đây chính là một cái sự bay, và có màu đỏ thể hiện một cái sức mạnh giao tiếp. Màu đỏ thì cũng tượng trưng cho sự may mắn của các quốc gia châu Á nữa, cho nên là khi mà nhìn vào cái vòng tròn và màu đỏ ở trên logo thì cũng tương đồng với những hình ảnh trên lá cờ của Nhật Bản luôn. Điều kiện gì mà hạng ghế phổ thông tiết kiệm của Japan Airlines lại được công nhận là một cái hạng ghế phổ thông tốt nhất, đã nhận được một cái giải thưởng của Skytrax gần đây, cho nên là Japan Airlines rất là tự hào mang đến cho mọi quý khách trải nghiệm hạng phổ thông rất là thoải mái và tiện nghi nữa. Với cái ghế ngồi nhìn rất là rộng ha, có một cái độ cao tăng dần và lưng ghế thì mỏng, quý vị sẽ có một cái chỗ để chân rộng hơn đáng kể so với các hạng phổ thông khác luôn. Tuy nhiên là cái chỗ để chân rộng hơn thì không chỉ là điều duy nhất mà giúp cho cái hành trình bay của quý vị trở nên thoải mái hơn. Cái khoảng trống giữa các bệ tì tay là từ 45cm đến 48cm, giúp cho quý vị có một cái hành trình bay dài rất là thoải mái. Còn về giải trí trên máy bay á, thì đây là một cái dịch vụ rất là cao cấp luôn. Có màn hình cảm ứng 10.6 inch. Hệ thống giải trí trên máy bay á, thì cung cấp những cái bộ phim bom tấn rất là nổi tiếng ha. Video truyền hình, rồi âm nhạc, rồi điện tử trò chơi mới nhất nữa. Và giá vé nếu mà quý vị đi từ San Francisco về Việt Nam mà về tháng 8 và qua lại tháng 9 á, là 1.600 luôn á quý vị. Hãng bay này thì có rất là nhiều bữa ăn đặc biệt theo yêu cầu sức khỏe hoặc là chế độ ăn kiêng theo tôn giáo của quý vị nữa. Thì đồ ăn thì nhìn vào thì thấy theo phong cách của Nhật Bản quốc tế ha. Cho nên là nếu như mà quý vị nào mà mình biết ăn sushi á, thì đi hãng bay Japan Airlines á, là quý vị có thể ăn được. Mặc dù ghế hạng phổ thông là hạng thấp nhất, nhưng mà để mang tới cho tất cả quý vị một cái hành trình bay tốt hơn thì hãng hàng không này đã quyết định giảm từ 9 ghế xuống còn 8 ghế cho mỗi hàng luôn. Như vậy thì đã tăng thêm 5cm chiều rộng cho mỗi ghế. Không gian phía trước và phía sau của mỗi ghế cũng được thiết kế rất là rộng, thêm 5cm nữa, đảm bảo sự thoải mái và một cái hành trình bay dài cho quý vị. Có thể nói đây là một cái ghế ngồi rất là tốt ha. Bởi vậy cho nên là được cái giải thưởng là tốt nhất thế giới trong cái hạng ghế phổ thông so với lại tất cả các hãng bay khác. Hãng bay này thì đa số là xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào buổi tối khoảng 9:50 hay là 10:50 tối á. Cho nên là có rất là nhiều quý vị không có thích xuống buổi tối cho nên không có lựa chọn. Mặc dù đây là một hãng bay rất là tốt ha, nhiều người đã lựa chọn xuống buổi sáng cho nên phải đi EVA China hoặc là Vietnam Airlines gì đó.
Sau khi mà quý vị xem cái hạng ghế Economy Class là hạng ghế tiết kiệm nhất của hãng Japan Airlines mà được cho là tốt nhất, thì quý vị nhận xét và tự lựa chọn ha, mình có nên bay cái hãng bay này không và nên lựa chọn cái hãng ghế này như thế nào, thì mình chỉ tìm hiểu và chia sẻ cho quý vị tham khảo thôi. Và mình sẽ chia sẻ cái hạng ghế tiếp theo, đó chính là hạng ghế Premium Economy Class, hạng ghế phổ thông mà được cho là tốt nhất thế giới. Thì cái hạng ghế Premium Economy là hạng ghế phổ thông cao cấp, thì nó tốt hơn rất là nhiều luôn ha. Quý vị mà đi hạng phổ thông cao cấp thì sẽ có được một cái không gian rộng hơn tới 10cm so với lại hành khách ở hạng phổ thông bình thường. Ghế ngồi của quý vị thì có một cái bệ để chân điều chỉnh 3 cấp độ luôn, và một cái tấm ngăn giữa để tăng thêm một cái sự riêng tư trong suốt cái hành trình bay. Và có bàn ăn uống làm việc thì lớn hơn, có màn hình cảm ứng đa năng 12,1 inch luôn, cải thiện không gian và làm việc giải trí của quý vị rất là thoải mái nữa. Nếu mà quý vị bay cái hạng ghế phổ thông cao cấp này thì cũng có phòng chờ ở những cái phi trường nổi tiếng Haneda Tokyo hay là Narita Osaka luôn. Thì đây là một trong những cái hạng ghế mà có cái giá cũng rất là mắc. Mình check cái giá vé từ San Francisco về Việt Nam á, là cái tháng rẻ nhất là tháng 8 và qua lại tháng 9 á, là cái hạng ghế phổ thông cao cấp này á, là 3.400. Và những bữa ăn được phục vụ theo thực đơn của hạng ghế cao cấp này cũng hoàn toàn khác biệt so với lại hạng phổ thông bình thường ha. Ngoài những bữa ăn quá tuyệt vời thì buổi tối ăn nhẹ có mì udon cho cái hạng ghế này nữa quý vị. Còn về hành lý ký gửi và hành lý xách tay, nếu như mà quý vị đi cái hạng ghế Premium Economy Class, và Economy Class là hạng ghế phổ thông cao cấp và hạng ghế phổ thông bình thường, thì giống nhau luôn ha. Quý vị sẽ được miễn phí 2 kiện hành lý, mỗi một kiện là 23kg, tương đương là 50 phao. Còn về hành lý xách tay là quý vị chỉ được 10kg mà thôi. 10kg ở đây có nghĩa là một cái vali kéo và một cái ba lô nhỏ, hai cái cộng lại là được 10kg ha. Tiếp theo thì mình sẽ trả lời một cái câu hỏi. Câu hỏi này thì được rất là nhiều các anh, các bạn nam đã quan tâm để hỏi là khi mà mình đi về Việt Nam á, trong hành lý ký gửi hay là hành lý xách tay gì đó, mình có được mang theo dao cạo râu hay là không, thì mình tìm hiểu và chia sẻ cho quý vị tham khảo luôn ha. Để biết được khi mà đi máy bay có được mang máy cạo râu hay là dao cạo râu hay không, thì mình tìm hiểu cái quy định tại phụ lục 2 quyết định 633 năm 2016. Thì theo cái phụ lục này á, thì các loại máy cạo râu, dao cạo râu đều được chấp nhận mang lên máy bay. Và rất là nhiều người nghĩ rằng là dao cạo râu có cái lưỡi dao sắc bén, rồi có thể gây ra nguy hiểm tương tự như là dao kéo. Tuy nhiên á, thì thực tế đây là một trong những cái sản phẩm ngoại lệ và vẫn có thể mang theo lên máy bay trong hành lý xách tay. Tuy nhiên thì dao cạo râu có nhiều loại khác nhau với các thiết kế khác nhau luôn, nên để đảm bảo rằng là quý vị có thể thuận lợi qua được cổng kiểm tra an ninh tại phi trường, thì quý vị nên chọn cái loại dao cạo râu mà có cái lưỡi gắn liền với thân dao, không có tháo ra được. Hoặc là tốt hơn hết là quý vị nên sử dụng các loại máy cạo râu mà chạy bằng pin. Và mỗi viên pin thì không được quá 2g. Và mình cũng cảm ơn một em trai đã hỏi câu hỏi này để mình chia sẻ cho tất cả quý vị tham khảo luôn. Và hạng ghế tiếp theo đó chính là hạng ghế First Class, là hạng nhất và Business Class của hãng Japan Airlines. Mình chia sẻ cho quý vị tham khảo hai hạng ghế mắc tiền nhất của hãng Japan Airlines, giá bao nhiêu và cái hạng ghế như thế nào ha. Nhìn vào hạng nhất của hãng Japan Airlines thì được thiết kế giống như là mình đang ở nhà quý vị ha. Có một cái ghế ngồi trở thành một chiếc giường rất là lớn luôn. Ở cái hạng ghế cao cấp này thì rất là tuyệt vời rồi ha. Nhưng mà cái giá khi mà mình check á, nếu như mà quý vị từ San Francisco mà về Việt Nam và tháng 8, tháng 9 á, là cái mùa thuộc loại là rẻ rồi á, là cái giá tới 12.800 á quý vị. First Class là một trong những cái hạng ghế mà được cho là tốt nhất luôn. Vậy thì hạng thương gia nó có tốt bằng như hạng nhất hay không? Với mình mà nói thì hai hạng ghế này á, thì đều tốt hết luôn. Mỗi chỗ ngồi tại khoang hạng thương gia thì có thể biến thành một chiếc giường rộng rãi ha, và có đầy đủ các tiện nghi, khoang chứa đồ và bàn đọc sách nữa, ổ cắm điện và màn hình cảm ứng thì 15,4 inch.
Giá vé hạng thương gia này là 7.520 đồng nếu như mà quý vị về tháng 8 và qua lại tháng 9 ha. Bên cạnh đó thì hãng hàng không Japan Airlines cũng phục vụ các suất ăn rất là đẳng cấp ha. Chất lượng trên các chuyến bay hạng nhất và hạng thương gia thì được phục vụ theo thực đơn mà quý vị có thể lựa chọn. Và bây giờ thì mình sẽ check cái giá vé máy bay của quý vị đã hỏi mình á. Mình sẽ tìm cái hãng bay nào mà có cái giá rẻ nhất, cũng như là cái hành trình bay ngắn chờ đợi ít mà cái giá cả hợp lý để cho quý vị tham khảo trước khi mà quý vị muốn mua vé máy bay Việt Nam, thì mình cứ tham khảo trước ha. Mình check cái giá vé máy bay cho một vị ở San Diego ha, tại Expedia, dịch vụ bán vé máy bay toàn cầu cho một vị muốn về Việt Nam vào ngày 4 tháng 9 và qua lại ngày 30. Khi mình check ở đây thì mình thấy có hai hãng bay rẻ nhất, đó chính là Korean là 928 đồng và Anna Airlines là 914 đồng, còn Japan tới 1.321 luôn. Và một vị ở Dallas muốn về Việt Nam vào tháng 3 ngày 31 và qua lại là tháng 6 ngày 23, thì mình check cái giá vé nào rẻ nhất cho quý vị tham khảo ha. Thì mình thấy hầu như là hãng nào cũng mắc hết á, chỉ có mỗi một hãng Asiana là hãng bay của Hàn Quốc á là 1.668 đồng. Đây là cái giá rẻ nhất luôn á quý vị. Mình check cái giá vé máy bay từ Orlando về Đà Nẵng cho một vị muốn về Việt Nam vào tháng 8 ngày 15 và qua lại tháng 9 ngày 30 ha. Thì mình cũng vào cái dịch vụ này, mình check, mình tìm cái giá vé rẻ nhất cho vị này tham khảo. Thì mình thấy EVA là có 1.237 thôi, Asiana là 1.007 thì hơi mắc một chút xíu, Korean đó thì mình thấy có 1.468 mà quý vị. Mình thấy Anna Airlines á thì 1.665. Tất cả những cái hãng bay mà từ Orlando về Đà Nẵng thì không có mắc lắm. Nhưng mà mình thấy EVA Airways là một trong những cái hãng bay rẻ nhất, và mình chọn để mình biết được cái hành trình bay coi có dài hay không ha. Cái giá vé hai chiều là 1.237 nè quý vị. Thì mình sẽ nhấn vô đây ha để mình xem cái hành trình bay, để biết được cái giờ bay từ Orlando mà về Việt Nam thì cái hành trình bay như thế nào. Mình vô đây thì mình chọn cái hành trình bay về mà nó có cái thời gian ít nhất á là 26 giờ thì mình chọn cái này. Mình thấy từ Orlando mà bay về tới Đà Nẵng có 1.241 là quá rẻ luôn á. Tại vì mình thấy thường những tiểu bang khác đi về nó rất là mắc, nhưng mà từ ở Orlando mà về tới Đà Nẵng lận, cho nên là mình thấy cái giá này thì ok ha. Mình sẽ bay tới San Francisco đó, chờ 2 tiếng 57 phút. Xong sau đó rồi mình mới bay qua Taipei là Đài Loan ha, đợi 4 tiếng 35. Xong rồi mình mới bay về Đà Nẵng xuống phi trường vào lúc 11 giờ 35 AM. Tiếp theo thì mình check cái giá vé từ Portland, Oregon về Việt Nam tháng 10 ngày 18 và qua lại là tháng 11 ngày 17 ha. Thì cái giá hãng nào là rẻ nhất? Khi mà nhìn vào thì mình thấy Korean là cái giá 905 là rẻ nhất ha. Còn Anna Airlines 1.258, EVA là 1.386 và Asiana là 1.525 luôn, Cathay 1.207 và China 1.199, Japan tới 1.589, Vietnam Airlines là 1.268. Vậy thì chọn Korean Airlines là rẻ nhất. Cái giá mà từ Portland về Việt Nam quá rẻ ha, 904 đồng 35. Vậy thì mình xem cái hành trình bay coi có chờ đợi lâu không ha. Mình bấm vô show detail nè, thì có 21 tiếng 20 phút thôi à. Quý vị sẽ bay tới Seattle đợi 1 tiếng 50 phút, xong sau đó thì mình sẽ bay tới Seoul ha, Korean thì về Seoul chờ 2 tiếng 30 phút thôi, rồi mình bay về Việt Nam xuống phi trường vào lúc 10 giờ 35 PM là buổi tối á quý vị. Và cái hành trình bay qua lại nè cũng không có chờ đợi nhiều ha, có 4 tiếng mấy. Thì mình thấy đây là cái hành trình và cái giá cả rất là hợp lý. Mình check giá vé cho một vị ở Dallas về tháng 8 ngày 26 và qua lại là tháng 9 ngày 26. Thì nhìn vô đây thì mình thấy hãng EVA là rẻ nhất ha, 1.177 là hãng rất là quen thuộc và nổi tiếng. Thì bay hãng này thì mình cảm thấy cũng ok nè.
một vị ở Los Angeles, California về Việt Nam vào tháng 10 ngày 17 và quay lại là tháng 11 ngày 17, thì cái giá vé hãng nào rẻ nhất thì quý vị sẽ check cùng mình ở đây luôn ha. EVA là 952, Korean là 971 và Anna Airline là 868, China Airlines là 866 ha, Cathay là 1002, rồi Việt Nam tới 1007 luôn ha. Thì quý vị có thể lựa chọn á, Asiana cũng rất là rẻ nè, rồi Korean cũng rẻ luôn. Mình chia sẻ thêm một vị cuối cùng ha, ở Tampa về Việt Nam vào tháng 8 ngày 31 và qua lại là tháng 10 ngày 31, thì giá vé của các hãng bay ở đây luôn, Korean là 1188 nè, Anna Airlines á là 1009, Cathay là 1650, EVA 1297, Japan là 1600, thì China 1200. Thì ở đây thì mình có thể lựa chọn cái hãng bay rẻ nhất. Nãy giờ thì mình chia sẻ video cũng đã dài rồi, chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube của con gái bà Tô. Mình tên là Bích Hải, mình chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều và mình xin dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video sau ha. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Quý vị nào mà mình đang chắc cái giá vé máy bay về Việt Nam, muốn tìm hiểu cái hành trình bay á, thì cứ bình luận ở bên dưới cho mình biết cái ngày đi, ngày về phi trường quốc tế của quý vị. Và mình muốn biết cái hãng bay nào mà quý vị muốn bay nữa thì quý vị cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ check cho quý vị tham khảo ha. Và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.